đi đó này nè. Vậy phải làm sao đây hả? Làm sao đây? Vậy làm sao? Chờ, phải một tìm cách đi. Phải làm sao đây? Mau lên đi. Mau lên, mau lên, mau lên. Đưa tiền lên nhà, mau lên mà. Đưa tiền lên nhà, mau lên. Từ từ đi, từ từ lên đi. Cô này có cách rồi. Đi đi đi, qua đây, từ từ lên đi. Đi, từ từ, đừng chạy. Xe qua đây thôi. Đưa tiền đi, qua đây nhà. Đi qua bên đây đi. Đi qua bên đây đi. Qua bên đây đi. Nhìn lên, nhìn lên. Nhìn lên, nhìn lên. Đừng chạy lắm, từ từ ha. Đi đi. Từ từ, từ lên từ lưới này nè. Mau lên, mau lên. Thì lại có duyên hả? Chưa gì gặp nhau rồi. Anh Đông, ta biết là cậu sẽ đi theo mà. Sư phụ, con thật là vô dụng. Quảng Châu đi lộn xộn lắm, chỗ này lạ, làm gì cũng phải ra phép tắc một chút đó nha. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chờ kiếm được em trai của ta rồi tính sao. Để em giúp cho. Cảm ơn. Nè, cái chừng mấy đứa nhỏ đó. Anh Sơn nó tại đây hả? Đây là chỗ của anh sanh trưởng mà. Thì sao? Nè, làm gì? Đứng lại, 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 đứng lại nha. Dám dừng đổ đây à? Nè, đừng có gây chuyện đó. Nè, em bé à, sao hả? Đừng có chạy nha. Xin lỗi. Để coi mà chạy đi đâu. Ây da, đau quá. Ây da, ây da. Nè, bụng đánh chết người sau. Tiêu rồi. Qua bệnh lục xá coi trên người hắn có gì. Đội trưởng, buồn bắn áp viện hả? Tội cũng đáng chết, truy hắn về đi. Dạ. Anh Đông hả? Tại sao lại đánh người ta vậy? Hỏi hắn kìa. Anh ta là ai? Là người giết người đó. Wow, con người này thân thủ bất phàm và dáng dấp rất là đẹp trai. Đẹp cái gì? Điều bộ vậy mà đẹp à? Làm gì vậy? Người ta trông đẹp trai thiệt mà. Ê, đã xui xẻo còn lại luôn cả em trai của ta xui luôn đó.
Chẳng lẽ ông trời muốn rượt đuổi ta tới đường cùng sao hả? Cha, nhà của chú bị cháy như vậy, chúng ta đi đâu bây giờ? Mày, lão sư phụ bây giờ rối loạn, em đừng có hỏi mà. Sư phụ, con có người chú ở đây mở tiệm bán gạo hay là chúng ta tới đó tìm ổng nha? Con nghĩ nếu như gặp ổng thì ông ta sẽ giúp mình đó. Cha, hay là cho anh Đông đi thử đi. Đúng đó, con nghĩ anh Đông sẽ có cách. Đông à, về mau đi đi, nhưng đừng có miễn cưỡng người ta nha, và cũng đừng có miễn cưỡng chính mình. Ừ. Sư phụ, con đi với anh Hai nha. Được rồi, mình đi. Anh nói cho em biết, tiệm gạo của chú anh lớn nhất ở Quảng Đông này đó. Ông ta muốn bán lớn, lại không có con cái, chỉ có anh là đứa cháu duy nhất của ổng thôi. Nếu như anh mở miệng một cái, chắc không thành vấn đề đâu. Nè, là chỗ này nè. Tiệm nhỏ như vậy mà kêu là lớn nhất sao? Trước kia một tháng tôi tính sổ một lần mà. Tôi không còn biết trước kia, bây giờ theo luật mới đi. Anh không muốn mua đi tiệm khác đi, đi đi. Anh xin ông giúp tôi một lần đi. Nè, làm ơn anh giúp một lần đi. Đi đi. Nè ông anh à, mua bán gì kỳ vậy? Bộ muốn đuổi hết khách sao? Nè ông mà yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu hả? Về đi. Anh cảm ơn. Nè, anh là ai đây? Nè cái gì mà nè, anh đang nói chuyện với ai hả? Chuyện gì đó? Wow, chú của tôi cưới về bé hồi nào vậy? Anh là ai hả? Tôi tên là Lạc Nghĩa Đông. Còn Lạc Sùng Sơn, chủ của tiệm gạo này, chính là chú ruột của tôi đó. Nếu ông ta không có mặt ở đây thì tôi là người thừa kế hợp pháp. Tạm thời bây giờ tôi bay ở trên không trung, bà hiểu chưa hả? Miệng lưỡi lanh lợi như là anh đây, tôi làm sao mà không hiểu chứ? Vậy tốt. Người bay trên không trung tới đây có chuyện gì? Bà tên gì? Tôi là Mary. Ồ, thì ra tên ngoại quốc. Chú của tôi đâu? Trốn nợ đi mất rồi. Trốn đi mất rồi? Nói rõ ràng một chút đi. Chú của anh thiếu nợ người ta đầy mình, dùng tiệm này để trả nợ, chịu không nổi bỏ đi rồi. Vô lý quá đi, cái tiệm gạo này là cái mạng của chú tôi mà, có bao nhiêu tiệm cũng không bán đâu. Muốn đi đâu? Ê, đừng cản đường nha, tôi đi kiếm ông đó. Chú của anh không có đây, anh mau đi đi. Kêu tôi đi, trừ phi mà chịu khiêng tôi ra. Tôi cho anh bay ra đó. Hey. Anh Đông có sao không? Sự ý thôi. Tránh ra. Cô nè. Nghĩa ơn hả? Cậu đừng có làm vậy nha. Bác tới đây thì đúng lúc. Bác nói chuyện cậu biết đi. Mấy người làm việc ở đây đừng có vô lễ tôi nha. Nói đi. Bác Thủy, chuyện gì đó? Dạ, ông chủ. Hả? Cái gì? Ông ta làm chủ? Xuống đây mau đi. Tôi không thích người ta đứng trên đầu tôi nói chuyện đâu. Cô Đông à, đi ra ngoài nói chuyện đi mà. Làm gì kỳ vậy hả? Đi ra ngoài nói, đang nói chuyện mà nè. Bác Thủy à, đi. Là ai vậy? Phải kiếm chuyện hả? Bây giờ là tiệm của ta rồi mà. Tôi cũng biết, thật ra tôi cũng không có muốn tới đây. Nhưng mà đám sư phụ sư tỷ sư muội của tôi á, đều theo tôi để đi kiếm ăn, cho nên tôi tìm chú tôi để xài sở thôi mà. Nhưng mà tiệm này đâu phải là tiệm của chú cậu nữa. Tôi không có giúp cho cậu được đâu. Cậu cần giúp gì hắn không? Không cần. Hắn không hiểu rõ câu chuyện ra thế nào đâu. Đừng có gây thêm chuyện nữa. Sư huynh à, đi về đi. Được. Ừ, chú Thủy à, thật ra chú của tôi đâu hả? Tôi thật tình không biết đó. Có thiệt không đây? Sư huynh à, họ nói là muốn giết anh đó. Anh chỉ đòi giết họ, họ muốn giết anh hả? Còn lâu à? Thôi mình đi. Đi. Cậu đừng trở lại đây nữa nha. Nè, nhớ đừng có nói cho ai biết là đánh lộn với người ta nha. Nếu không có chừng đó. Em biết rồi, tưởng em lại con nít sao? Bác Thủy, bác đang nói cái gì vậy đó? Tôi không có nói cái gì cả đâu. Tôi còn bảo nó từ nay đừng có tới đây nữa. Từ nay bác sẽ không còn gặp hắn nữa đâu. Vậy đấy, ta chỉ được gọn gàng chút nha. Biết rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật nha. Tôi đâu có nói gì đâu. Đừng mà, đừng mà, chết đi, đừng mà. Em Mai à, có đẹp không vậy? Bà, cẩn thận đi nha. Ờ. Nhà bể nát như vậy làm sao mà ở? Mai à, đừng có như vậy mà. Chúng ta đâu có sống đến suốt đời đâu. Nếu biết như vậy không tới miền Nam đâu. Em phải hiểu sư phụ chứ. Mai em nghĩ là tới đây tìm lại người em để làm người gánh xiệt. Ai ngờ việc lại thế này. À, nó không chừng chú Nghĩa Đông có thể giúp được chúng ta đâu. Nè, nhớ lệnh dặn chưa hả? Nhớ chưa? Ê, anh Đông về rồi kìa. Anh Đông. Sao hả, có tìm được chú em không? Sư phụ nói đúng, nhờ giỏi người ta không chí khí đâu. Cho dù sau này thành công cũng đâu có danh dự gì. Bởi vậy em quyết định không đi tìm chú của em nữa.
Sư phụ à, để con giúp cho. Lúc nãy anh không có đi tìm chú của anh, vậy thì anh đi đâu hả? Không có gì, tôi đưa bé Mập đi chơi vòng thôi mà. Bé Mập à? Sư phụ à, thực ra không cần nói đâu, nếu không được chú của con cũng không sao. Con cứ ở lại đây đi. Sư phụ yên tâm đi, con không có đi đâu. Nè để con. Lúc nãy hai người đi đâu vậy? Nè bé Mập, món đồ chơi mà em thích ngày mai anh sẽ mua cho hả? Em biết rồi, em đâu có nói với ai là anh đánh lộn với người ta đâu. Cái gì? Anh đánh lộn với người ta? Ăn nói thì là bậy bạ. Anh đâu có đánh lộn với ai đâu chứ. Nè, cô đừng nghe nó nói nha. Thật ra lúc nãy tôi và nó đi trên đường, có một người đụng tôi té lăn cù ra. Đã vậy mà còn đánh tôi nữa. Nhưng mà tôi đâu có lý do nào mà không đỡ lại chứ. Chúng tôi chỉ đánh có vài chiêu thôi mà, như vậy đâu có gọi là đánh lộn được. Cô coi nè, trên người tôi đâu có vết thẹo nào. Cô đừng có nghe nó nói bậy bạ nữa. Nè, không tin tôi hả? Nè, không tin tôi à? Đâu mà, mở lên đi làm việc đi. Nè, nhớ kỹ nha, việc ngày hôm nay không có được nói với sư phụ nghe nha. Dạ. Quý vị, thưa quý vị hương thân phụ lão, thưa quý vị chú bác anh em, chúng tôi là đoàn xiệc Thường Phúc. Hôm nay vừa tới địa phương này, xin biểu diễn một tiết mục vô cùng độc đáo, bảo đảm các vị chưa bao giờ coi qua. À đông à, làm vậy không ổn đâu. Sư phụ mà biết được á là nổi giận đó. Chúng ta sẵn dịp kiếm tiền gây dựng đoàn xiệc mà, không nói thì làm sao sư phụ biết. Ê, sư phụ ở đâu thích chúng ta mà giống ở đường đâu. Hey, không nói sư phụ biết là được rồi. Bảo đảm ông ta không biết đâu. Nè nè, chuẩn bị đi. Nè các vị, tiết mục biểu diễn của chúng tôi bắt đầu. Xin các vị ủng hộ cho chúng tôi. Có nhiều thưởng nhiều, có ít thưởng ít nha. Nè, nghĩ đâu. Các vị bạn nhỏ được cái gì nhà học theo nha. Nếu không sẽ bị bể xương ngực đó. Biết chưa hả? Giảng quá đi. Tới đi. Tới cái gì người ta bỏ đi hết rồi. Cảm ơn, cảm ơn các vị hương thân phụ lão. Nếu như biểu diễn này xin cho nhiều chút nha. Cảm ơn tránh ra. À được được. Cảm ơn. Cảm ơn. Wow, họ giỏi thiệt, giành hết khách của mình kìa. Ây dạ, hay à, dạ, nè, các vị đại ca, anh nể mặt chút đi. Khoan đã, các vị đại ca, anh đừng có đốt pháo bậy bạ ở đây nha. Nè, tới đây kiếm ăn, phải trả tiền bảo vệ chứ. Anh chúc tụi, sư huynh, họ muốn tiền thôi mà. Đưa tiền đi. Nhanh lên. Sao hả? Hãy chờ chúng tôi ra tay mới được. Dọn đồ gì trước đi. Ừ. Chị ba, đi về thật hả? Tạm trốn đi một chút. Sư huynh à, chúng ta đưa tiền cho họ nha. Nè, tiền ở đây nè, đón lấy. Chị ba à, chị ba, đi về thật hả? Còn họ bây giờ không biết ra sao nữa. Vậy sao? Hay là các em đi về trước đi nha. Chị đi giúp họ có được không? Được. Cảnh sát tới rồi kìa, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy lên, chạy lên, chạy đi. Muốn chạy á? Đừng lại, chạy nha. Dừng lại. Bộ điếc hả? Anh ta đúng lúc đó, họ hiếp chúng tôi kìa. Cũng lại là anh nữa. Tôi cho anh biết nha, ở vùng này của tôi không được ra tay đánh người đâu. Nè, anh có đuôi không hả? Chính họ hiếp chúng tôi trước mà, anh không thấy hay sao? Anh đừng có nhiều lời với tôi. Nói chung là chính mắt tôi nhìn thấy anh và anh này đánh lộn với người ta. Ê, chính là họ đánh chúng tôi trước đó, chúng tôi phải đánh trả lại chứ. Cho dù là đánh trả lại cũng kể như là phạm pháp đó. Các anh theo tôi về sở cảnh sát đi. Đi mau. Quay, muốn chạy. Nếu còn chạy nữa tôi thêm một tội đó nha. Tôi đội trưởng, em trở lại làm gì vậy? Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? B
bến tàu đó. Vậy là anh đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi mãi nghệ trên đường chỉ là vì kiếm ăn thôi. Không ngờ bọn lưu manh tới thu tiền, chúng tôi mới phải đánh nhau với họ. Thật xin lỗi nha. Nè, anh làm vậy nghĩa là sao? Tôi nói không tin, còn cậu nói tin hả? Đồng à, tại vì miệng anh thúi quá đi. Tôi là thích tin của ta, mà lại không muốn tin anh. Cái gì? Anh Đông, xin lỗi nha. Hoàn cảnh ở đây rất là phức tạp, quý vị chỗ lại người lạ, từ nay đừng có ra bày sạp đó nha. Tôi kể chứ không thấy gì cả, lần này bỏ qua đó. Cảm ơn nha. Đi về. Đây, 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 đây. Cảm ơn nha. Nè, về đi. Đi. Thị trường gạo ở đây giờ chúng ta khống chế hết, chừng nào lên giá là giờ chúng ta quyết định đó. Như vậy mà anh đã thỏa mãn rồi à? Tôi cũng muốn khống chế cả phiên nữa đó. Thật à? Vậy chừng nào bắt đầu? Việc này phải chờ ông cục trưởng Kim rồi đó. Chờ tôi giúp được cái gì hả? Ý của ông chủ chúng tôi là muốn ông hãy dùng phương pháp đã đối phó với ông chủ tiệm gạo để đối phó với ông chủ hãng thuốc. Sau khi mọi việc đã xong rồi thì ông sẽ được gấp 3 lần của lần trước đó. Ông thấy sao hả? Việc này tôi chỉ lo là không có đủ sức làm thôi. Có phải là ông chơi tiền ít không? Tôi đã tới trễ, xin lỗi nha. Cô Mary, ông Âu Văn, thật xin lỗi. Cục trưởng Kim, ngọn gió nào đã thổi ông tới đây vậy? Hay là quý vị nhờ bà chủ đây ra mặt đi. Đối với hai giới hát bạch, bà chủ này rất là quen biết. May ra bà ta có cách được. Cục trưởng Kim, ông đã quá khen rồi đó. Chỗ này của tôi cũng nhờ có ông Trùm chờ, nếu không đã đóng cửa từ lâu rồi. Và còn gì sư phụ của chúng tôi nữa? Việc gì cũng thể bàn được, nhưng mà người á thì không có thể thả đâu. Tại sao? Lúc ông đang xử lý áp phiện đã bị Đường Phát bắt ngay tại chỗ, có cả người và tang vật. Đường Phát thì là thuộc hạ của tôi, nhưng mà con người này rất là trung trực, hắn không chịu nể mặt ai đâu. Tôi không có cách gì nữa. Ông chủ, xem ra cái việc này phải do chúng ta tự giải quyết rồi đó. Cố gắng tập nha. Ê, đừng có làm biếng. Ừ. Sư phụ à, con biết sư phụ đang nghĩ tới cái việc mà trong lòng của con đang nghĩ. Chà, trời đã lạnh rồi, cho em mặc thêm áo đi. Cho em cứ nghĩ tới việc lập lại gánh xiếc khác. Tôi biết, vì vậy tôi cố gắng kiếm tiền để hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Xếp hàng đi, nếu nào bạn coi đợi con sao tình hình sao ha. Rồi, xếp hàng đi. Xếp hàng đi. Ok, tới. Rồi, nhảy giấy kìa. Tới xem sàng. Có gì coi. Huy cha, xếp hàng sáng giờ lâu quá. Bây giờ về không có thì thôi đi về đi. Thôi về ha, đi về. Nè, quay lại. Ê, cuối cùng mới tìm được hắn rồi. Dừng lại. Quỳnh đệ, tôi tên là Long Võ, muốn kết bạn anh được không? Tại sao muốn kết bạn với tôi? Tôi nói ra chắc anh không có tin đâu. Không tin thì đâu cần gì nói. Có phải là anh có một người chú đây không? Cái gì? Anh gặp chú tôi hả? Đâu phải chỉ gặp thôi đâu, mà tôi chính mắt thấy ông ta bị bắt đi đó. Anh nói thiệt hay giả đây? Dĩ nhiên là thật rồi. Ông muốn gặp ông ta không? Ông đang ở đâu? Ông thiệt ở trong đó. Cứu được chú của anh hay không là con vào được hay không thôi. Nhanh lên. Trên lầu không ai cả.
Cẩn thận nha. Nè, ông ta bị nhốt trong phòng này nè. Nè, lấy chìa khóa đi. Tỷ, ông đó phải chú của tôi. Có thể là phòng kế bên. Tới đây giúp tay đi. Gạt tôi. Ê, đứng lại. Nha. Gạt tôi còn muốn chạy hả? Ê, đứng lại nha. Dừng lại. Cướp tù hả? Đâu có, tôi tới tìm chú tôi. Cầm lại. Đừng có đánh nữa mà. Nào. Đừng có đánh nữa mà. Nghe tôi giải thích đi. Đừng có đánh nữa. Nghe tôi giải thích đi. Anh chạy đi đâu? Cầm hắn lại. Dạ. Còn quen với anh ta, đi hỏi giùm đi. À, kỳ rồi anh ta đã tha trẻ một lần. Lần này mau đi đi. Ba đi đi. Anh ta sẽ nể mặt của ba mà. Ba đi đi. À, đợi trước trường. Xin anh nể mặt tôi, tha chủ nghĩa đâu đi. Tôi nhất định là quản giáo nó lại mà. Đúng vậy. Từ nay anh sẽ không có đi gây chuyện nữa đâu. À, đừng vậy. Sư phụ Thẩm, ông qua đây đi. Ký tên vào đây, sẽ không có việc gì nữa. Wow, cảm ơn. Cảm ơn. Ê, đến đây, đến đây, đến đây. Tao đói bụng lắm đó. Tôi cũng vậy đó. Trên ghe nhất định có rất là nhiều đồ ăn. Chúng ta không ăn cắp được đâu. Không được, tôi đói bụng lắm. Đói bụng ăn đồ không phải là ăn cắp đâu. Nè. Là anh à? Cô đang tìm người hả? Ừ. Tìm ai vậy? Không có, tôi tìm đám em của tôi. Tôi tìm giúp cô nha. Không cần đâu. Ê, chạy mau. Ê, tụi bay đây làm gì đó? Có người không? Có người ăn trộm đây nè. Có ai là lỗi gì hả? Mà bắt nó lại, đừng có chạy nha. Có phải là sư đệ sư muội của không? Không đâu, sư đệ sư muội của tôi không có ăn trộm đâu. Ê, mau chạy đi. Ê, các em nhỏ, đứng lại nha, không được chạy. Đứng lại. Anh trong đâu à? Sư tỷ. Đừng gọi tôi là sư tỷ, tôi không có sư mùi như vậy. Em không ăn trộm đồ lên ghe người ta làm gì chứ? Ừ, em thích coi thôi. Đúng rồi. Em biết rõ là chỗ này không nên tới mà. Cho dù là em không có trộm đồ, họ cũng cho là em ăn cắp đồ. Em đấy nha, em phải bị đòn mới được. Ê ê. Nghĩa mùi mùi à, em có ăn trộm đồ không? Không có. Vậy còn hai người anh của em? Hình như có. Em nói cái gì đó? Em đã biết rõ là ăn trộm đồ là không có đúng rồi. Tại sao lại không cản tụi nó lại? Còn đi theo? Tụi nó lớn hơn em, không có hiểu chuyện. Em nhỏ nhất là em phải biết được chứ. Em phải dạy tụi nó chứ. Xin tỷ. Em đấy nhờ, có đáng bị ăn đòn hay không? Đừng cái đánh nhà em mà. Ê, ê, ê. Tại sao đánh đứa nhỏ nhất chứ hả? Anh không biết đâu, không đánh nó không nên người. Thì đừng có dùng thôi, nó là nít, đâu biết gì đâu. Đừng có đánh nó mà. Không được đâu, làm như vậy sẽ hại hư tụi nó. Tôi nhất định phải đánh mới được. Ê ê ê, kể là cô nể mặt tôi đi, đừng đi cứu việc này nữa. Chạy mau đi, đừng trở lại chỗ này nha. Được, kỳ này tôi nể mặt của anh đó. Đi về tôi mới dạy tụi nó. Thẳng một chút. Anh Thiên à, em đói bụng lắm rồi. Trời, sư phụ dạy ăn luôn. Nè, xuống đi, xuống đi, ăn cơm đi. Nè Đăng à, kêu tụi nó xuống nghỉ ngơi ăn cơm đi.
Được rồi, sư huynh xin cho các em xuống đi. Cha, cha có mệt không vậy? Không sợ đâu, cha chịu đựng được mà. Sư phụ à, uống trà nè. Sư phụ à, ăn cơm đi. Ê, chúng ta đã dạy con như thế nào rồi hả? Có bồ câu lại còn có cả gà, ăn hết rồi, lấy gì ăn đi? Không phải tại con đâu, mấy món đồ này là của các em ăn về đó. Ai vậy? Sư phụ à, của ai cũng được mà. Cứ kể như là chúng ta ăn mừng, đã bình yên tới chỗ này, ăn cơm đi. Đúng vậy đó, sư huynh nói rất đúng đó. Sư phụ à, tuy là ở đây hơi chật vật, nhưng mà địa phương này lớn ghê lắm, chúng ta có thể ổn định ở đây mà. Nè nè, mời mời, mời mọi người ăn cơm, ăn đi. Khoan, đồ này là của ai đem về? Của ai lấy về hả? Dũng cả người không nói, ta biết là của ai rồi. Sư phụ nói là con hả? Ngoài ngươi ra, còn có ai đủ gan để làm việc này? Ờ, không phải đâu cha, là do con ăn trộm từ trên ghe đó. Sư phụ, là do con ăn trộm từ trên ghe đó. Còn có con nữa. Sư phụ, con cũng có phần. Các con đối diện lắm hả? Dù cho không có ăn, cũng không thể nào đi ăn trộm được. Sư phụ à, bỏ qua đi, khi sao chúng nó không dám đâu. Có khi sợ nữa à? Đồ đang ăn trộm vậy, đi với ta đem trả cho người ta. Các người cái máy đi, tôi muốn gặp ông chủ của anh. Vào đi. À, cảm ơn. Bà chủ à, có người tìm kia. Cảm ơn. Đại ca. Tiểu Ngọc, sao anh lại tới đây vậy? Tại vì chiến tranh cho nên anh mới chạy tới đây đó. Anh khỏe không? Khỏe. Còn em? Khỏe. À, vậy thì anh cũng yên tâm. À, đồ đệ của anh đâu rồi? Anh đã giải tán gánh xiệc, có mấy đứa đi về quê, còn mấy đứa này đi theo anh. Chúng nó nghịch ngợm quá, ăn trộm đồ, lại ăn trộm đồ của em. Em cười đó. Không có sao đâu, biểu chúng nó vào đây hết đi để cùng ăn một bữa cơm. Được, vì anh không có sáo nha. Còn không ăn, thức ăn đã nguội hết rồi, còn chờ cái gì nữa chứ? Sư phụ nói là chờ cô đó. Đều là người nhà hết mà, khách sáo làm cái gì? Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Được. Đinh Mai, năm xưa cô nhìn hai đứa con cùng trưởng thành, không ngờ bây giờ hai đứa rất là xứng đôi. Có rất nhiều việc không có ai ngờ tới được. Mẹ của con chết đi, ai cũng tưởng là cô sẽ sống chung với ba của con. Nè, Lan Mũi. Làm gì vậy? Em nói sai sao? Nè, ăn cơm đi. Không nói thì không nói, lần nào nói ra anh cũng như vậy, cứ ấp à ấp uống thì là chán quá. Nè, chị hai à, tôm tươi nè. Khỏi cần. Cảm ơn. Đông à, lúc con vào gánh xiệc, con chỉ lớn mà nghĩa bác vậy. Suốt ngày chạy nhảy rất là ham chơi. Ừ, đúng vậy đó. Lúc con theo sư phụ một năm thì cô đã bỏ đi rồi. Wow, thấm thoát đã mười mấy năm, cô trẻ đẹp hơn xưa đó. Miệng của con ngọt thật, chẳng trách gì sư phụ con đi tới đâu cũng dẫn con đi theo. Không phải đâu, là con theo sư phụ đó mà, hả? Anh Đông hả, giờ mặt của anh dày lắm. Người ta đuổi hoài mà cũng không có chịu đi. Không phải cô thích tôi mặc dày sao? Ai mà thích anh chứ, còn khuya. Lan à, miệng của con lúc nào cũng không chịu tha cho người ta, lớn rồi mà cũng vậy. Lúc con còn nhỏ thì cô thường hay bồng con. Cha con thường hay nhắc tới cô đó. Vậy sao, nhắc về cô cái gì? Không biết có nói được không? Lan à, cô nói là đói bụng mà, ăn cơm đi. Phải đó, ăn cơm đi, ăn đi. Mọi người từ từ ăn nha, tôi đi lấy thêm thức ăn. Nhìn cái gì hả? Ăn no rồi phải không? Đúng rồi, cứ lo ăn không à, anh phải đi xuống ở phụ của ta một tay chứ. Lấy cửa đó. Ý, nè, anh ấy đi thử coi nghe họ nói cái gì. Nghề này tôi thích lắm. Nè, mau ăn đi. Ý. Sau khi rời khỏi đoàn xiệc, mười mấy năm nay em đã đặt hết tinh lực ở trên chiếc thuyền này đây nè, đâu còn thời giờ nghĩ tới việc kết hôn. Anh cũng biết mà, chuyện duyên phận kia. Anh biết chứ. Đừng có lo nói tới em, còn anh thì sao hả? Anh à,
Thì bà xã của anh đã qua đời. Cũng có rất nhiều người đàn bà để lòng thương à, và còn bảo là anh rất ngưỡng mộ anh. Nhưng em cũng hiểu anh mà. Anh đâu có cho cơ hội họ yêu anh đâu. Đại sư huynh à, anh đã từng tuổi này rồi mà cũng còn học theo thói của Nghĩa Đông, chết cũng muốn sĩ diện, làm như là em không biết anh vậy. Wow, thì ra sư phụ tán gái giỏi như vậy. Dám gạt tôi? Dám gạt tôi hả? Ây da, không phải tôi đâu. Ê, cái bàn nặng quá đi, nặng như đá vậy đó. Mệt lắm hả? Làm gì vậy? Bụi đầy mặt tôi hết rồi kìa. Mau lên, dọn dẹp hết đi. Mau lên, mau lên, mau lên đi. Lan à, nè, treo màn cửa sổ lên đi. Cúc à, dạ. Đem vợ này vào trong. Dạ. Các con cần cái gì thì cứ nói nhờ. À, vậy thì con không khách sáo nữa nha. Con nghĩ tốt nhất là nên đổ một cái sofa cho thiệt là lớn. Còn màu sắc trên tường tối quá đi, con nghĩ là nên sơn lại một chút nữa. Ờ, à, còn ở dưới đất phải trải thảm cho thiệt là dày như vậy nè, đi mới êm chân, không bị đau gót. Còn cái giường của con nữa, phải ra để nệm lò xo, như vậy mới êm lưng được. Còn nữa, tìm thêm hai người để hầu anh. Đúng vậy đó. Không thành vấn đề, mai cô kêu người đưa tới. Cô nói chơi thôi mà, cô tưởng thiệt hả? Cô nói thật đó. Cô đừng có nghe anh nói bậy bạ nha. Cô nói chơi thôi mà. À, cô đi treo màn cửa sổ lên trước. Cô đi thăm bà của con một chút. Hey, nếu như có người đối với tôi giống như sư phụ vậy đó hả? Ây da, thì là có phước. Tôi sẽ hiến thân cho họ. Đại sư huynh. Ờ, tôi thấy là dẫn tới chỗ này không mấy tiện đó. Anh đừng có suy nghĩ quá nhiều nữa. Các anh người đông như vậy cần phải có một chỗ sống cho an tịnh, sống được thoải mái thì mới có thể yên tâm phát triển sự nghiệp chứ. Chẳng lẽ anh không muốn lặp lại gánh việc nữa hay sao? Cái áo gối này là của em thêu lâu lắm rồi không có dùng tới. Anh cứ nằm lại gối này, càng ngày cái cổ càng cứng ra đó, có biết hay không? Hey, nó đã đi theo anh mấy chục năm rồi, làm người cũng phải có tình cảm chứ. Con người phải tùy theo hoàn cảnh thay đổi chứ. Anh đã thử gối mềm coi, có thể anh sẽ thích nó đó. Nếu nhìn không thích thì quăng nó đi. Được, anh nhất định sẽ thử mà, từ từ thay đổi nha. Để em lấy xuống lầu cho tụi nó. À, được được. Cô ta cứ bảo là tôi tánh cũ không đổi, còn cổ cũng vậy mà, càng lúc càng dài dòng nữa mà. Ê, dẹp cái mền này đi, ngủ lại chứ cái cũ này. Nè ông xã à, nếu như ở đây có cái bàn phấn thì tốt lắm. Được, để anh kiếm cái cho. Quần áo của em nhiều như vậy, không biết để ở đâu, lại không có tủ quần áo. Ờ, à, được, cứ gấp, để đó một cái cho. Nè, ông xã à, nếu trong phòng có một nhà vệ sinh thì hay quá. Ngày mai anh sẽ cho. Mai à, sư thúc. Là sư huynh của bà chủ, dĩ nhiên không thành vấn đề rồi. Nếu họ có một việc làm cố định, họ sẽ vui lắm rồi. Còn việc tổ chức đoàn tiệc thì tận sức mà làm nha. Ừ. Còn một việc nữa, nhớ giữ bí mật. Dạ được. Dặn người làm của anh biết đừng có nói cho sư huynh của tôi là tôi có tới đây. Được. Vậy mời việc nhờ anh đó. Tôi sẽ dặn dò mọi người, bà yên tâm đi. Anh cứ làm theo nha. Dạ. Đứng dậy đi, đứng dậy đi, cái thầu có lời muốn nói kìa. À, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Thẩm Định Nghĩa. Nè, sư phụ à, kim kìa. À, có. Trương Nghĩa Thiên. À, có. Lạc Nghĩa Đông. Ờ, à, có. Ba người đứng ra ngoài đi. Quý vị là người của đoàn sĩ Thường Phúc à? À, dạ phải. Tôi đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt đó. Không dám. Quý vị làm gì ở đây? Thật tình là hơi không được tương xứng. Không có gì đâu, đại phu năng sức năng thân mà. Ấy đó, tôi còn dự định ủng hộ quý vị tổ chức lễ đoàn xiệt. Thật hả? Chừng nào? Tôi sẽ tìm thêm vài cổ phần. Một vài ba ngày nữa sẽ có tin tức, tôi sẽ thông báo các vị biết. Tôi đi trước nha. Được. Nè, thật không ngờ chúng ta lại có cơ hội làm lễ đoàn xiệt rồi. Không thân không thuộc, họ nói cho có thôi, đừng có nằm mơ nữa. Ê, đi đi, đi làm việc đi. Đi. Sư phụ à, có mệt không vậy? Không mệt, trời mấy năm phi đào á, đào này có nhầm nhỏ gì đâu. Có gì gì nặng kêu con tới giúp tay nha. Ê, giữ lại, tôi lại, đứng lại, đứng lại, làm nó nha. Đứng lại, giữ lại, đứng lại, đứng lại, không làm nữa. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đừng có làm nữa. Chuyện gì đây, tự nhiên làm sao bắt đầu vậy? Hả? Cục trưởng, sẽ nói chuyện gì vậy? Tôi phải niêm phong công xưởng này,
đưa ông về cục cảnh sát. Ông đã làm qua cái gì ông tự hiểu rõ mà. Tôi cái gì cũng không có làm qua mà. Tôi có lệnh xét đây. Ông bao che cho bọn lưu manh địa phương. Dẫn hết đi. Cục trưởng tôi thật tình không có mà. Tôi thật tình không có mà. Đi mà. Tại sao bắt tôi vậy? Tại sao bắt tôi? Nè nè nè. Tại sao bắt tôi vậy? Tại sao bắt vậy? Không được. Không được. Không được. Đứng yên nha. Đứng yên. Quý gì đây? Nè, sao các anh tùy tiện đánh người vậy? Ê, lùi xuống đi. Đi đi, lùi xuống. Các người còn lên tiếng nữa, tôi sẽ gửi lại đồng mưu. Mất vậy luôn. Đi, 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 đi. Hôm nay tạm ngưng ở đây. Ngày mai chừng nào đi làm mọi người chú ý đọc thông báo nha. Mọi người về hết đi. Bé mập. Ừ, để tôi coi coi. Mua giải làm gì vậy? Tặng cho người ta đó. Ừ, chắc là tặng cho sư thúc rồi. Ừ, phải do sư phụ tặng mới có thành ý chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Ai đem giao cho sư phụ? Thì anh đó. Tôi không được. Nhìn mặt của sư phụ có chừng bị la đó. Đi mau đi. Mau lên. Tôi sợ lắm. Đừng có sợ mà. Cứ đi đi. Nè, làm cái gì vậy? Tôi về rồi. Mọi người coi cái áo trên người tôi có đẹp không? Vừa rẻ là vừa đẹp đó. Có phải hay không? Nè, tới đây coi thử đi. Có phải là đẹp hay không? Nè, nè, bà xã, nè, bà xã. Cái áo của em có đẹp hay không? Bà đồ, em mặc cái gì cũng đẹp mà. Nè, đi xuống coi đi ha. Đi, đi, đi. Anh đi trước đi, em sẽ tới ngày. Nè, chị đó coi cho em một cái áo vừa rẻ vừa đẹp đó. Em đã có nhiều áo mặc rồi. Việc gì vậy? Ai cũng cao mày cao mặt. Hey, xưởng làm đã ngừng việc rồi. Chừng nào làm lại cũng không biết. À, vậy thì càng tốt. Chúng ta có thể tổ chức lại gánh xiệc. À? Hey, đủ rồi. Đừng có nói nữa. Còn lớn như vậy rồi mà cũng không hiểu. Ai mà không muốn tổ chức lại gánh xiệc chứ? Nhưng có tiền mới được chứ. Bây giờ tốn một các bạn cũng phải suy nghĩ tới lùi đó. Nhưng mà con tốn tiền bậy bạ quá. Hey, mấy đứa nhỏ cũng còn suy nghĩ hơn. Tụi nó đều không có muốn tiền bậy bạ. Con thật có không chịu nghĩ gì cả. Chà, chà đừng có giận nữa. Kỳ sau con không làm vậy nữa đâu. Còn có kỳ sau. Chị hai à. Sư phụ. Đừng có nói nữa. Kể như là tôi đã liên lụy tới mọi người. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đem cái áo này đi cầm. Không cần làm gì đâu. Nếu đi làm lại anh sẽ làm cai công rồi đó. Không cần lo đâu. Mọi người ăn cơm đi. Ăn cơm đi, ăn cơm. Đi đi ăn cơm đi hả? Ăn cơm đi, đi ăn cơm đi. Ê, ăn cơm đi. Tôi đi ăn cơm. Hôm qua sư huynh à, làm cai công coi cũng hoài lắm chứ hả? Chỉ cần siêng năng chút cái gì có thể làm được mà. À, đúng. Sư phụ à, ăn cơm nè. À, cái còn ăn cơm trước đi. Sư phụ à, công việc làm không hết đâu. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi sư phụ. Sư phụ à. Nè. Hôm qua mang nhiều đồ ăn vậy hả? Đúng vậy. Ha, chú Bảy, để con đưa chú đi tham quan chút nha. Được. Đồ ăn của chị hai nấu ngon thiệt, phải thêm hai chén cơm nữa. Sư huynh còn nấu đó. Cô Mai làm sao biết nấu ăn chứ? Thiệt hả? Không ngờ sư huynh giỏi thiệt. Là anh nấu cả đó. Có ngon không hả? Ngon lắm, ngon lắm. Chú Bảy à, cái xưởng này vừa lớn vừa ngon như vậy, cái này chú có thể mặc sức làm ăn rồi đó nha. Thiết kế toàn là bên anh thôi, nhập cảng nguyên liệu toàn bộ từ Đông Ấn Độ chuyển tới. Có nghe là ông chủ đem cái hoạch sản phẩm mới tiêu thụ đi khắp nơi trên toàn quốc, lúc đó chú phát tài rồi. Gì vậy? Không có gì. Ăn cơm đi. Chú Bảy à, qua này đi. Vào đi. Sư phụ qua ăn cơm đi. Đúng à. Cơm khó ăn cách nào tôi cũng nuốt trôi. Nhưng cơn giận này ta nuốt không trôi đâu. Có phải là nó không? Có phải là nó không? Chính là cái thằng khốn kiếp này gạt con đó. Nè, bỏ qua đi. Bây giờ anh đã làm ở đây. Việc trước kia bỏ qua đi. Đừng nhắc tới nữa nha.
cùng lắm tôi không làm nữa. Lên đi. Đừng mà, đừng mà. Không, đừng mà, đừng. Phụ tay ông. Đừng mà, bắt lên đi. Đừng mà, đừng mà. Đừng mà, có gì đâu. Đừng mà, đừng mà. Đừng mà, đừng mà. Dám càng lên hả? Đừng mà, dám càng lên hả? Đừng mà, đừng mà. Đừng làm vậy. Trời ơi, đừng mà. Đừng, đừng mà. Đứng lên đi, đứng lên, dừng lại đây đi, lên cang đi, đứng lại, đứng đi, dạ, 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 đuổi hai tên đó, đuổi tên đó đi. Tôi không làm nữa. Nè Đông à, Đông à, tôi không muốn chúng ta được bị thất nghiệp đâu. Em biết, nhưng mà còn sư phụ. Em nghĩ sư phụ sẽ hiểu cho anh. Anh phải cẩn thận nha. Được. Nè, bây giờ đừng có suy nghĩ cái gì cả, nghỉ ngơi cho thật khỏe đi, về vấn đề việc làm cứ giao cho em. Anh còn có gì để suy nghĩ chứ? Bản thân anh thì không quan trọng lắm, chỉ lo bạn trẻ thôi. Vậy chờ em bán chiếc thuyền xong sẽ giúp anh tổ chức lại gánh xiệc. Nè, anh được làm gì nha? Bọn không muốn lập lại gánh xiệc hay sao? Muốn chứ, ai mà không muốn. Con người anh suốt đời này ngoài gánh xiệc ra cũng không biết làm gì nữa. Em đã quyết định làm vậy rồi. Em muốn làm sao cũng được, anh không cần biết. Nhưng anh không có dùng tới tiền bán thuyền của em đâu. Cái tánh xấu của anh như vậy suốt đời này không có đổi được đâu. Nếu anh đổi tánh thì đâu còn là anh nữa. Được rồi, chúng ta đừng có bàn việc này nữa. Em về lo công việc đi, anh không có việc gì đâu. Em về nha. Dạ thưa cô, cha của em không có chịu đi khám bác sĩ, cô thấy phải làm sao? Con yên tâm đi, để cô lo cho. Lớn tuổi rồi mà còn cứng miệng, săn sóc cho cha của con, có việc gì báo cho cô biết. Không có gì đâu, yên tâm đi. Cảm ơn cô nhiều nha. Đi từ từ thôi nha. Chị à, ra đây đi. Gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Sư tỷ à, sư phụ biểu em được khúc giải này cho sư thúc. Giúp tụi em đi. Muốn hỏi đồ với người ta mới khó, đưa đồ người ta cũng khó vậy, vô dụng. Cô à. Việc gì đó? Cái này tặng cho cô nè. Tặng cho cô là cái gì đó? Con không biết nữa, không phải của con đâu, là của cha con tự chọn lựa đó. Cô mở ra coi đi. Thật là không ngờ tới. Sao cha của con lại tặng đồ cho cô vậy? Con cũng không biết nữa, con chỉ biết là sau khi cha con gặp lại cô rồi thì ông rất là vui đó. Phải săn sóc tốt cho cha của con. Đúng rồi, cảm ơn cha con giùm cô. Dạ được. Ấy, không có được đâu, con để dành cho một mình cô đi nói đi. Về cũng được, cô về. Bé con. Anh mới là bé con đó. Xin lỗi nha. Cô có biết người tên là Lạc Nghĩa Đông Nhã đâu không vậy? Không biết. Vậy Thẩm Định Nghĩa? Không biết. Làm gì hết dịch vậy? Không phải con gái tôi đập trận rồi. Chắc là ở xung quanh đây thôi. Chúng ta đi tìm đi. Đi. Nhìn là biết đồ vô cùng rồi. Con cha, mau đi bé mập. Mau lại đây. Cha đang ngủ rồi, chúng ta hãy liều cách đi. Chuẩn bị. Chạy mau lên. Bác bọn nó lột da hết cho ta. Cường thấy cầm cầu cá. Lên đi, bẻ cái xương tụi nó. Cái đồ nhóc con, rõ ràng thấy bọn nó chạy vô đây mà. Bắt được mày tao lột da mày ra. Không có dễ lột da tôi đâu. Nằm ở đây đi, không chơi với ông nữa. Chờ các người nếm cái ngón này. Ê, wow. Xâm lần xuất hại. Xâm thiên kích. Lên.
bị chạy đi đâu. Lên. Bên trái. Bên phải. Phía sau. Phía trên. Cẩn thận mặt quá. Ây giờ nguy hiểm quá. Bắt được tên đi cho tiệm mua táo ăn. Lên. Bắt cái mấy tên đó cho ta. Đi 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 đi. Sao tối thui vậy? Sao tối vậy? Không thấy gì đâu gì nữa. Chắc không có đèn nữa. Ở đây nè. Đâu rồi? Ở đâu? Có tiền rồi. Đâu vậy? Ở đây nè. Ở đâu? Hả? Cái gì vậy? Chúng bị phát sợ. Để tôi thôi, tha cho tôi đi. Hưởng thụ chút đi. Ấy dừa. Bay lên trời cao, đã nếm cái mùi này chưa? Thêm một cái nữa. Hay quá, hay quá. Muốn bẻ xương của chúng tôi, cho các người biến thành heo quay. Thả xuống mà, thả xuống, đừng nha, đừng nha, thả xuống, coi chừng, đừng cái thỏ, đậu đậu, cháy đến rồi, cháy đến rồi. Kìa chúng ta là nhóc con, bây giờ tỉnh chưa? Cũng may là lượm được cái mạng vậy, bây giờ hú hồn. Đừng gọi ta là nhóc con nữa nha. Tôi không muốn từ nay có chuyện gì xảy ra nữa. Anh Đông à, anh ra đi thật sao? Đúng vậy, anh định tối nay sẽ đi. Các em đừng có học giống nhanh nha. Nhớ chưa hả? Đứng lại. Con đi đâu đó? Muốn lén bỏ đi à? Sư phụ, con... Sao hả? Bỏ đi là đi à? Con coi ở đây là cái gì hả? Con thấy nếu con ở đây sẽ liên lụy tới mọi người. Liên lụy mọi người? Còn nói cái gì hả? Có ai phản nạn vậy con chưa? Ta có trách qua con chưa? Sư phụ, con không phải quý gì đâu. Vậy ý con là thế nào? Không phải là con không muốn ở lại, nhưng mà con ở đây cứ gây ra hết chuyện này tới chuyện khác, làm cho sư phụ không được vui. Sư phụ không vui thì họ cũng đâu có được vui. Nên con nghĩ là con phải đi thôi. Đi đi, đi cho càng xa càng tốt. Từ nay ta không muốn nhìn thấy con nữa. Sư phụ, ta không phải là sư phụ của người. Sư phụ, đi đi. Đi hết đi, đi hết đi, đi hết đi. Đi hết cho ta, ta không làm cái chuyện nữa đâu. Đông nó không đi nữa. Đừng có suy nghĩ nhiều, em quay rửa mặt đi. Vô dụng thôi. Tại sao anh không đi tìm người ta ủng hộ chúng ta chứ? Mai à, bây giờ không phải là lúc chúng ta lập lại đoàn xiệc được. Thời buổi này ai cũng nghèo cả, tình thế lây loạn như vậy, không ai còn hát, còn ai chịu lấy tiền để giúp chúng ta chứ? Ông xã à, anh chỉ biết cãi lại với em. Chẳng lẽ chúng ta phải chịu ngồi yên suốt đời hay sao? Tóm lại, em không thử qua em không cam lòng đâu. Mai à, em nhìn một chút đi. Anh cũng đâu có thích đi lập công đâu, nhưng mà không có cách nào cả. Trời, sau này hoàn cảnh khá một chút, tới lúc đó em không làm, anh cũng không có chịu đâu. Anh là tên hề đó mà, em là mỹ nhân, thiên tác chi hợp. Nếu không có biểu diễn có phải là phí của trời không? Nè, lau mặt đi. Lau đi. Vô dụng thôi ông xã à.
tương lai mình phải tìm người ủng hộ chúng ta đó. Nè anh Cai Công, qua đây qua đây. Nè, chúng tôi vừa mới ra một sản phẩm mới, chưa có ai thử qua. Anh cho tôi mượn 6 người. Ở đâu mà tìm nhiều người vậy? Mỗi người tôi cho 3 đồng bạc. Được, tôi tìm cho ông 5 người ngay. Ê, tôi cần 6 người. Ê, tôi đã tính tôi một phần rồi. Nè, trong lúc thử thuốc, nếu như có việc gì ngoài ý thì không có dính dáng tới sự của chúng tôi nha. Sống chết là do trời, chúng tôi không có chịu trách nhiệm. Nếu có người nào không có bằng lòng thì hãy lập tức rời khỏi đây, khỏi lấy một đồng nào cả. Sư huynh à, đừng có đi làm nữa mà. Sắc mặt của anh khó coi ghê lắm, đi mua đồ tẩm bổ đi. Không có được đâu. Vì đêm mai anh đã cố gắng làm thêm chút tiền mà. Ở đây em còn một chút tiền, anh cầm lấy dùng đi. Không cần đâu. Lấy đi mà. Khi nào có anh trả lại cho em nha. Ê, đâu có gì. Anh đi làm nha. Ừ. Nè, chờ tôi với. Cảm ơn. Đi nhanh lên. Ê, kéo ra ngoài đi. Nhanh lên. Lan à, em coi có đẹp không hả? Chị hai của em muốn mua từ lâu rồi. Chị hai gửi cho anh nè. Gửi cho anh hả? Cảm ơn. Ê, Đinh Mai nói đúng lắm, cái kiến này nhìn vào thấy đẹp hơn. Nghĩa Thiền, em đã đi rồi, anh phải có lòng tin đối với em. Một ngày nào em chưa có tìm được người giúp đỡ, em không có về đâu. Anh thay em săn sóc cho cha nha. Hay là các em đi về trước đi nha, không đi tìm chị hai hay sao? Vậy các em hãy qua bên kia tìm đi. Nếu có tin gì hãy báo cho cha biết ngay, đừng có đi lạc nha. Ừ, cẩn thận. Chúng ta qua bên kia tìm đi. Ồ. Tôi một mình không có quen đường xá, chị hai lại không biết đã bỏ đi đâu, bởi vậy mới tới đây nhờ anh giúp đỡ. Đúng vậy, việc của cô tới việc của tôi đó mà. Anh thì là tốt quá. Việc gì tôi cũng phải làm. Tính của chị tôi thì là ương ngạnh đó. Nếu mà không tìm được người giúp đỡ Đoàn Xí, chị sẽ không có trở về đâu. Cô yên tâm đi, địa phương này tuy là lớn, nhưng mà các sở cảnh sát ở vùng khác đều có giao tình với tôi. Tôi bảo đảm không quá 3 ngày tôi tìm được chị của cô trở về. Thật à? Nếu mà sớm biết như vậy tôi không cần phải lo lắng nhiều quá. Bởi vậy nếu cô có việc gì tới tìm tôi nha. Chứ dù không có việc gì cô cũng có thể tới tìm tôi mà. Anh bận rộn như vậy tôi chỉ ngại là sẽ làm phiền cho anh nhiều quá. Tôi lập tức dẫn họ đi tìm cho cô. Ê, thúi quá đi, nhanh lên. Thôi lại thêm 2 người chết nữa rồi. Ê chà, thử thuốc. Ê chà, cái bọn ngoại quốc này thì là ác ồn quá mà. Làm người Trung Quốc chúng ta thử thuốc chết đó. Đúng vậy, vậy thì mình bán mạng cho họ đó. Oh, boy.
Sao có nhiều súng quá vậy? Họ dùng để làm gì? Thiên Hòa, các anh đi trước đi. Dạ. Đó. Chúng ta lập tức báo cho ba cô biết. Được. Đi đi. Chúng tôi đã quyết định dùng tàu này để làm ăn. Mau đưa giấy chủ quyền ra đây. Nói, chủ quyền của thuyền này đâu? Bộ tiền không thấy à? Đúng. Đi theo tôi. Lầu trên đường dưới, đi tiền không thấy. Lầu trên đường tới. Chỉ có cô ở trong đó. Tôi có việc phải về cục cảnh sát. Mai à, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Trai. Trai. Thả họ ra. Các người đó lên nhầm tàu cướp rồi. Tôi chỉ xích mích với bà thôi mà. Ta cho các người biết, ngày hôm nay là ngày chết của các người. Ta đưa các người lên Tây Thiên đây. Tử Ngọc, em không sợ chứ? Cha, cho lại cho cổ đi, còn đi giúp họ. Cẩn thận nha. Ah!
Đội trưởng Đường, cảm ơn ông nha. Tôi đưa cô ta về sở cảnh sát. Đi. Cảm ơn anh nha. Tôi đã nhận tin tức sai lầm. Chị cô không ở trên thuyền, nhưng mà chỉ cần cô ta chưa rời khỏi nơi đây, chúng tôi sẽ tìm được cô. Bởi vì cha của tôi đã nuông chiều chị quá mà làm hại chị đó. Sư huynh của cô đang chờ cô kìa. Cô về nghỉ sớm đi, ngày mai gặp lại. Chào anh. Làm bộ ngủ hả? Hả? Dám tán bạn gái của tôi. Cũng may là biết không nhanh chừng đó. Em thân gián quá hả? Không phải là quen thuộc lắm, gặp mặt vài ba lần thôi. Nhưng mà anh tốt ghê lắm. Ồ, gặp người ta có vài ba lần thôi mà đã hiểu như vậy. Tôi quen cô mười mấy năm trời, cô hiểu tôi được bao nhiêu chứ? Cô có biết tôi đang nghĩ gì không hả? Dĩ nhiên là biết anh đang nghĩ gì. Cô thì biết. Anh đang nghĩ tới mùi giấm nó chua như thế nào. Vậy giấm đó có ngon hay không hả? Vậy tức là nói tôi đang giấm chua chứ gì? Nói trời, tôi mà ghen hả? Tôi không có ngu ngốc vậy đâu. Chỉ có ba cái bọn cảnh sát mới dở cái trò đó thôi. Dở dở thiệt thiệt. Làm nhiều việc tốt như vậy, rõ ràng là muốn gạt cô lên giường đó mà. Nói thì chừng biết nha, cái kế này lúc tôi 15 tuổi đã biết dùng rồi. Ờ, mày đặt nói tầm bậy tầm bạ. Lan à, Lan à, Lan à, Lan à, Lan à, mở cửa đi. Anh gõ cửa mà. Lòng em không có mở. Sư huynh. Lan à, người muốn đi thì sớm muộn cũng đi, người muốn ở thì sớm cũng đã ở lại rồi. Anh uống rượu hả? Không có, anh không có sai đâu. Đông à, làm người miễn cưỡng thì không có hạnh phúc đâu. Em rất hiểu tâm trạng của anh. Anh đang vui lắm mà. Trước kia là một tên hề, không ưu tư lo lắng. Mọi người đừng có lo cho tôi, tôi đang vui vẻ lắm. Bây giờ tôi đã nghỉ suốt rồi đó. Em thấy cái gì mà làm cho anh vui vẻ nhất? Là lên giường ngủ đi. Được, đi ngủ sớm đi. Mai à, anh có lỗi với em. Cục trưởng kia, tôi rất thất vọng về ông. Nữ bí thư của tôi bị bọn người đó đánh thương, còn bị bộ hạ của ông bắt về cục cảnh sát. Cái chức cục trưởng của ông ngồi là kiểu gì vậy chứ? Vô đi. Cục trưởng. Con người của anh làm việc càng lúc càng quá đáng đi. Cũng may lòng lâu dân lòng vọng lão đại, không phải là người nhỏ mọn. Họ đã bỏ qua những việc mình đã làm. Mau thả con nữ bí thư đi. Cục trưởng, bí thư của ông Âu Giang kết bọn kết đảng, cưỡng chiếm tài sản người khác, nhưng còn cố ý làm thương thân thể người ta. Nhưng chứng vật chứng đều có, bắt cô ta về có gì không đúng đâu. Tôi có điều tra qua rồi, cô ta là một thư gia buôn bán đàng hoàng, có nhiều cống hiến cho xã hội. Còn bọn người kia là cái bọn lưu manh, ăn không ngồi rồi chỉ hại dân lành thôi. Lập tức thả ngay. Cục trưởng Kim, tôi không muốn ông phải khó xử, nhưng mà tôi sẽ nhờ hội hoa thương ra mặt can thiệp đó. Đáng lẽ tôi định quyên một số tiền sẽ cất câu lạc bộ cảnh sát cho các anh, nhưng mà bây giờ phải suy nghĩ lại. Còn anh phải suy nghĩ lại đó. Các người đừng có giận mà. Nếu anh còn không thả người thì tất cả mọi hậu quả anh gánh chịu. Đi ra. Đứng đó. Còn nữa, tôi kỳ hạn cho anh 24 tiếng đồng hồ. Lập tức bắt hết cái bọn lưu manh kia về đây cho tôi. Mau lên. Dám trộm thú tàu hả? Xin lỗi. Con mẹ mày, cút đi. Cút đi. Chú Bảy, gần đây lò thuốc pha chế rất là lý tưởng.
Ông Âu Văn Quyết định lấy tiêu chuẩn này cho sản xuất một đợt lớn, báo trong toàn quốc. Như vậy các ông phải cực nhọc rồi. Vậy thì chúng ta phải làm việc cả ngày lẫn đêm mới được đó. Chú Bảy, làm trực cấp đi. Ờ. Làm gì đó? Ăn trộm thuốc hả? Muốn chết hả? Trời ơi, muốn chết hả? Chuyện gì? Ăn trộm thuốc đó. Chết đi. Ở bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Có người ăn trộm thuốc. Cẩn thận đừng gây ra nhân mạng. Đuổi hắn đi đi. Long Ngũ, đủ rồi. Dừng lại, lôi hắn ra. Lôi hắn ra ngoài, đi đi. Đi chết đi mày. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Lấy theo đồ đạc của mình đi. Đồ của người ta thì có lấy. Chờ Nghĩa Thiên về là chúng ta đi ngay. Chờ. Đi. Đi đâu bây giờ đi? Rời khỏi chỗ này để tính sao? Thật ra chúng ta đâu cần phải sợ họ chứ. Chúng ta có đường phát giúp đỡ mà. Đúng đó. Cô đi tìm lại sư huynh. Đứng lại. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Sửng Thuốc. Họ muốn dòng chúng ta tới đường cùng. Còn muốn đi tính sổ với họ. Sư huynh. Sư huynh Thiên. Sư huynh à. Sư huynh à. Sư huynh Thiên. Sư huynh. Sửng Thuốc. Sưởng thuốc. Sư huynh. Nghĩa Thiền. Tôi là một tên hề. Bây giờ cuộc đời tôi sắp hết rồi. Anh đừng nói vậy mà. Anh nhìn thấy khán giả đang ở đó cười. Tôi phải làm cho họ được vui. Được vui. Được vui. Được vui. Em đừng có trách chị của em. Chị của em muốn được trở lại sân khấu. Tam Muội, sau này em hãy chăm sóc cho bà tốt nha. Biết không hả? Cô biết không? Cha. Anh hai của cô thế nào rồi? Cha, con nghĩ anh hai ảnh. Rồi nè. Anh hai của em thế nào hả? Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã ơi. Ông xã. Họ về không? Anh về trước đi. Có gì thì tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà lập tức cho họ đi về.
Đây là mệnh lệnh. Dạ, đi về. Việc của sư huynh cũng là việc của em. Hy sinh chiếc thuyền hoa này không có ăn nhầm gì đâu. Bà chủ, tôi xin lỗi các anh em. Cảm ơn các vị đã giúp tôi bấy lâu. Họ tới đây để tìm cái chết đó. Các người muốn gì hả? Các người muốn làm gì đây? Kế đồng, cầm tạc tiếp cận Dương.
trước đi. Viện đã bị phá vỡ, cục trưởng cục cảnh sát họ Kim đã bị cách chức và bị xử bắn. Còn Đường Phát và Đinh Lan đã gặp khỏi nhiều nữ tư tình, cùng nhau đăng ký đạo quân tham gia kháng Nhật. Mọi người vì để hoàn thành tâm nguyện của Thẩm Định Nghĩa, một năm sau họ đã lập lại gánh xiềng Thường Phúc.